Đọc tôi vẫn đọc cái này ha. Sa qua, bưởi, táo, bè, lê, bằng, bánh mì, taki, talki, dầu, giang pha, hành tây, talkia, talkia, trứng gà, su bạc, dưa hấu, chu sư, nước ép, thang cưng, khưng, tăng khưng, cà rốt, ramion, mì gói, banana, chuối, oi, dưa leo, qua trà, bánh, pechu, cải thảo. 자, 대화를 읽어보세요. 안녕하세요. 수영 씨. 안녕하세요. 케빈 씨. 지금 어디에 갑니까? 편의점에 갑니다. 사과를 사고 싶습니다. 편의점에서는 사과를 안 팝니다. 사과는 어디에서 팝니까? 과일 가게에서 팝니다. 수영 씨는 어디에 갑니까? 저는 주스를 사고 싶습니다. 그래서 편의점에 갑니다. 이해돼요? 이해돼요. 잘 들어보세요. 안녕하세요, 수현 씨. 안녕하세요, 케빈 씨. 지금 어디에 갑니까? 편의점에 갑니다. 사과를 사고 싶습니다. 편의점에서는 사과를 안 팝니다. 사과는 어디에서 팝니까? 과일 가게에서 팝니다. 수현 씨는 어디에 갑니까? 저는 주스를 사고 싶습니다. 그래서 편의점에 갑니다. 이해돼요? 이해해요. 자, 번역해 보세요. Xin chào, Suyeon. Xin chào, Kevin C. Bây giờ đi đâu vậy? Không. Kevin C. Nói chung là hỏi. Dạ. Kevin ơi. Bây giờ đi đâu vậy? Đi chợ, đi bách hóa, đi cửa hàng tiện lợi. Pionichum. Cửa hàng hóa là trung tâm thương mại. Sichang là chợ. Pionichum cửa hàng tiện lợi. Dịch lại. Pionichum cửa hàng tiện lợi. Đi đến cửa hàng tiện lợi muốn mua táo. Cửa hàng tiện lợi ở đây không có táo. Trời đất ơi, ở đây ở cửa hàng tiện lợi không có bán táo. Muốn mua táo. Mua táo ở đâu? Không phải mà. Sai rồi. Táo mua ở đâu? Không. 사다 뭐예요? 사다. 사요. mua. 사다. 팔다. bán. Bán táo ở đâu? Tập trung đi. Bán ở trái cây, ở tiệm trái cây. 가게 뭐예요? cửa hàng trái cây, ở cửa hàng trái cây. 그렇지. Suyon ơi, đi đâu vậy? Tôi muốn mua trái cây, nước ép. Tôi muốn mua nước ép. 주스. trái cây, 과일. 과일. 주스 là gì? 주스 뭐예요? nước ép. nước ép. 다시 번역하세요. Dịch lại. Tôi muốn mua nước ép. Vì vậy tôi đến cửa hàng tiện lợi. Ok. 다시 들어보세요. 잘 들어보세요. 안녕하세요, 수연 씨. 안녕하세요, 케빈 씨. 지금 어디에 갑니까? 편의점에 갑니다. 사과를 사고 싶습니다. 편의점에서는 사과를 안 팝니다. 사과는 어디에서 팝니까? 과일 가게에서 팝니다. 수연 씨는 어디에 갑니까? 저는 주스를 사고 싶습니다. 그래서 편의점에 갑니다. 네. 네. 바. 직. 오케이. được không? 오케이. 안녕하세요, 수연 씨. Xin chào. Kevin C. Kevin C ơi, xin chào. Trời đất ơi. Trời ơi. Tính tàu lại đi. Ok. 안녕하세요, 수연 씨. 안녕하세요. Xin chào. 수연 씨. Sunon 씨. Suyon ơi. Suyon ơi, xin chào. Chào Suyon. Chào Suyon. Suyon ơi, xin chào. Em là người Việt hả? Tại sao không biết tiếng Việt? Chào Suyon. Chào Suyon. 안녕하세요, Kevin 씨. Chào Kevin. 지금 어디에 갑니까? Bây giờ đi đâu vậy hả? Bây giờ đi đâu vậy? 편의점에 갑니다. Đi đến cửa hàng tiện lợi. 사과를 사고 싶습니다. Mua táo. 사과를 muốn mua táo. 편의점에서는 사과를 안 팝니다. Cửa hàng tiện lợi không có bán táo. 사과는 어디에서 팝니까? Muốn mua táo ở đâu? Trời đất ơi. 사과를 bởi họ anh 팔다 mua bán muốn bán. 사과는 어디에서 팝니까? 사과는 어디에서 mua táo. Trời đất ơi. Táo bán ở đâu? 과일 가게에서 팝니다. Ở cửa hàng trái cây. Mua táo ở cửa hàng trái cây. Trời đất ơi. 사과 tập trung đi. 과일 가게에서 팝니다. 팝니다. Mua táo ở. Trời đất ơi. Cửa hàng trái cây có bán táo. 다시. 과일 가게에서 팝니다. Bán ở cửa hàng trái cây. 수연 씨는 어디에 갑니까? 수연 đi đâu vậy? 저는 주스를 사고 싶습니다. 사고 싶습니다. 저는 tôi 주스를 사고 싶습니다. 주스 라지. 주스 뭐예요? Nước ép. nước ép. 주스 mua nước ép ở cửa hàng tiện lợi. Đến cửa hàng tiện lợi mua nước ép. Hôm nay mới học. Cô shipta muốn mua nước trái cây. Trời đất. Muốn mua nước ép. 다시 저는 주스를 사고 싶습니다. 저는 사실 싶습니다. À, muốn mua cho nên tôi. 저는 주스를 nước ép. 사고 싶습니다. 사고 싶습니다. Mua nước ép. Muốn mua nước ép, tôi muốn mua nước ép. 그래서 편의점에 갑니다. À, vì vậy tôi đến cửa hàng tiện lợi. Đi đến. Vì vậy tôi đến cửa hàng tiện lợi. Ok.